SCTV6, VN360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Trước khi bước vào trận đấu với Nhật Bản trên sân vận động Mỹ Đình, không nhiều người tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm, kể cả khi đội khách gặp bất lợi trong quá trình tập luyện. Những gì diễn ra trên sân cho thấy rõ sự khác biệt về đẳng cấp. Chơi không quá áp đảo như những lần gặp nhau trước đó, nhưng các samurai xanh vẫn biết cách để có được điều mình muốn, với bàn thắng chỉ sau chưa đầy 20 phút bóng lăn của Junya Ito. Và nếu VAR không can thiệp trong tình huống Ito đưa bóng vào lưới sau đó, Nhật Bản đã có thể chơi ung dung hơn nhiều trong khoảng thời gian còn lại. Mặc dù không thể tránh khỏi thất bại, nhưng đã có những tín hiệu tích cực từ đội tuyển Việt Nam. Các chàng trai áo đỏ nhiều thời điểm sẵn sàng chơi pressing và tổ chức được nhiều đợt lên bóng đáng chú ý. Chỉ tiếc là trong những khoảnh khắc quyết định, chúng ta vẫn không có được sự bình tĩnh cần thiết để tiến gần hơn với bàn thắng. Đá với một đối thủ vượt trội về đẳng cấp, nhưng cả ở kết quả lẫn tinh thần hay lối chơi, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến nhiều cổ động viên có thể hài lòng. Bản thân huấn luyện viên Hajime Moriyasu cũng ấn tượng với sự tiến bộ của đội chủ nhà. Huấn luyện viên Park cũng như các học trò đều buồn bã và thất vọng khi để thua trận thứ 5 liên tiếp. Tuy nhiên, chúng ta không được mất niềm tin sẽ giành được kết quả tốt ở những trận đấu sắp tới. Kênh truyền hình SCTV6, VN360 hoàn toàn mới.